Thưa quý vị, mực nước sông Hồng tại Hà Nội vào lúc 17 giờ chiều nay hiện đã sấp xỉ báo động 3, trong khi đó mực nước nội đồng, các hồ điều hòa ở nội thành đều đã tràn bờ. Đặc biệt sau sự cố cầu Phong Châu tại Phú Thọ bị sập hai nhịp cầu, Hà Nội đã yêu cầu điều tiết giao thông trên tất cả các cầu vượt sông để đảm bảo tính mạng của người tham gia giao thông và đảm bảo tuổi thọ của công trình. Vào 8 giờ 30 sáng nay, Hà Nội bắt đầu hạn chế phương tiện giao thông di chuyển qua cầu Trương Dương do nước sông Hồng lên cao chảy xiết. Công trình cầu Trương Dương được xây cách đây 39 năm, mỗi ngày khoảng 95.000 lượt xe qua lại, gấp 8 lần so với thiết kế. Hiện cây cầu vẫn đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông qua lại nhưng hạn chế phương tiện nhằm lường trước các rủi ro. Sở Giao thông Vận tải đã ra quyết định phân luồng của cầu Trương Dương, nhất là cấm xe khách, xe trên 9 chỗ, xe hợp đồng, xe tải có tải trọng lớn hơn 0,5 tấn. Xe buýt thì vẫn hoạt động bình thường và các phương tiện sẽ điều chuyển sang đi các cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì và ngược lại. Tối qua, ngày 10 tháng 9, khi nước sông Hồng tại cầu Long Biên lên 10,5 mét, mức báo động 2, chính quyền thủ đô phát cảnh báo đến 10 quận huyện, đồng thời cấm xe trên cầu Long Biên. Bên cạnh việc hạn chế phương tiện trên cầu Trương Dương, thì 22 giờ đêm qua, thành phố Hà Nội đã cấm các phương tiện lưu thông trên cầu Đuống. Đây là cây cầu nối từ nội thành sang Gia Lâm, sau đó đi Bắc Ninh. Để có thể đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ, Sở Giao thông Vận tải hiện đang phối hợp với các đơn vị chức năng phân luồng giao thông. Bên cạnh đó cũng khuyến cáo người dân chủ động các lộ trình của mình. Bà con có thể đi sang cầu Đông Trù và cầu Phù Đồng. Nó hơi xa, tuy nhiên là để đảm bảo tính mạng cũng như an toàn cho người dân thì Sở đã có cái quyết định cấm, thì cũng mong bà con là hết sức là thông cảm và đi chịu khó đi lòng vòng, mất thời gian một tí, nhưng mà để đảm bảo cho an toàn cho tài sản cũng như con người. Thực hiện yêu cầu của thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác kiểm soát đảm bảo an toàn khai thác các công trình cầu do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã theo dõi, giám sát thường xuyên tình hình nước lũ trên các tuyến sông, đánh giá các tác động ảnh hưởng đến khả năng khai thác các công trình cầu vượt sông để đưa ra các cảnh báo, biện pháp xử lý phù hợp, trong trường hợp cần thiết dừng hoạt động khai thác để tiến hành sửa chữa, cải tạo hoặc thay mới. Sở Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị quản lý đường bộ tăng cường cái công tác kiểm tra, duy tu để đảm bảo an toàn giao thông trên các cái tuyến đường, đặc biệt là các rà soát kiểm tra toàn bộ các cái hệ thống cầu qua các sông để đảm bảo là các cái cầu hoạt động bình thường, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân với cái phương châm an toàn. Ngoài 7 cây cầu vượt sông Hồng, Hà Nội có gần 500 cầu nhẹ và trung nằm tại 30 quận huyện. Trước đó, Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội cũng đề nghị các quận huyện, thị xã khẩn trương rà soát và có phương án tổ chức giao thông đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông xảy ra sự cố do ảnh hưởng của bão, đặc biệt tại các vị trí cầu yếu và điểm úng ngập cục bộ trên địa bàn.